Ngay từ nhỏ, các mẫu nhí này đã khiến cả showbiz Việt phải ngẩn ngơ trước nhan sắc hoa hờn nguyệt thẹn của mình. Ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hậu sắc nước hương trời, nhưng quên rằng tại chính showbiz Việt cũng có những mỹ nhân nhí sở hữu hương sắc chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến bao người suýt xoa, mê mẩn. Tuổi còn rất nhỏ nhưng các mỹ nhân nhí đã chứng tỏ đẳng cấp nhan sắc, được ví von là hoa hậu tương lai, gương mặt trong trẻo ngây thơ với thần thái không thể xem nhẹ, ngay cả khi đọ sắc cùng dàn bông hậu thì nhan sắc của các tiểu mỹ nhân cũng không hề kém cạnh. Lê Huỳnh Bảo Ngọc trong danh sách các mẫu nhí của VBiz, Bảo Ngọc là cô nàng nổi nhất. Mới tròn 11 tuổi, Bảo Ngọc đã có nhan sắc xinh đẹp vượt trội và còn được ưu ái đặt biệt danh là Hoa hậu nhí Tây Đô. Gương mặt trái xoan nhẹ nhàng, đôi mắt trong trẻo to tròn, sống mũi cao thon gọn, tất cả các đường nét trên khuôn mặt đều hội tụ đủ tiêu chuẩn nhan sắc của một hoa hậu tương lai. Gương mặt của Bảo Ngọc trong trẻo thơ ngây với những đường nét nhẹ nhàng đúng chuẩn tiêu chí hoa hậu. Diện những thiết kế váy áo xinh xắn, Bảo Ngọc như nàng công chúa yêu kiều, khi khoác lên mình những thiết kế áo dài duyên dáng nên nà, Bảo Ngọc lại hút hôn người ngắm với nét đẹp nhẹ nhàng chuẩn mực. Thậm chí không ít lần Bảo Ngọc đọ sắc cùng những bông hậu sắc nước hương trời như Trần Tiểu Vi, Đỗ Mỹ Linh. Và cả những nàng hậu quốc tế, vậy mà nhan sắc của cô nàng vẫn không hề kém cạnh. Chu Diệp Anh nổi tiếng không kém Bảo Ngọc là Chu Diệp Anh, cô nàng được ví von là phiên bản nhí của Bảo Anh với đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa vô cùng đáng yêu. Không sở hữu gương mặt hoa hậu nhưng Bảo Ngọc nhưng nét đẹp của Diệp Anh ghi điểm với nét trong trẻo ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Sở hữu nét đẹp lai dù ba mẹ đều là người Việt với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn bồng bềnh, Chu Diệp Anh là một cô bé nhìn đã muốn bắt về nuôi. Cô nhóc sinh năm 2011 là gương mặt mẫu nhí quen thuộc ở Hà Nội, từng trình diện ở nhiều sự kiện thời trang trẻ em. Cô nhóc bén duyên với nghệ thuật từ năm 4 tuổi, hoạt động với nhiều lĩnh vực từ diễn xuất đến trình diễn thời trang, đặc biệt Chu Diệp Anh là một mẫu nhí sáng giá của làng mẫu Việt. Cá tính nổi loạn hay ngây thơ, trong trẻo. Tất cả những thần thái ấy đều được Chu Diệp Anh thể hiện xuất sắc trong mỗi show diễn thời trang dành cho trẻ em. Không chỉ thừa hưởng từ bố mẹ nét đẹp sắc sảo cùng nụ cười thiên thần tỏa nắng, cô bé còn sở hữu gu thời trang như một fashionista nhí trong những suit hình ấn tượng cùng rất nhiều trang phục mang đậm xu hướng, được lòng rất nhiều tín đồ thời trang trên thế giới. Có thể nói, không một trend nào mà Diệp Anh bỏ qua. Hà Thiên Trang nổi danh từ khi lọt top 10 mẫu nhí thế giới khi 17 tuổi. Hà Thiên Trang hiện là mẫu nhí ăn khách nhất Hà Nội. Sở hữu gương mặt sáng và nụ cười trong trẻo, Hà Thiên Trang luôn gây được ấn tượng mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trình diễn trong các show lớn nhỏ ở trong nước. Phong cách thần thái chuyên nghiệp của Thiên Trang giúp cô bé lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế nổi tiếng. Bên cạnh thần thái miễn chê là gu thời trang cực kỳ ấn tượng, phong cách thời trang hàng ngày của Hà Thiên Trang cũng không thua kém gì các fashion icon nổi tiếng. Với vẻ ngoài đầy tự tin cùng khả năng bắt trend thời trang cực nhanh nhạy, cô mẫu nhí 11 tuổi này luôn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những người mẫu sáng giá, có tiềm năng và tiến xa hơn nữa trong làng thời trang thế giới.